Và hôm nay chúng tôi trở lại quán El Legita Marico ở bến cảng Marina. Lâu ta mới nhậu một lần cho nó đã luôn luôn. Quý vị tới Phật Tôi Bà Dạ Ta nhớ lại cái quán El Colegita, lắp tơ ngon nhất, giá rẻ nhất. Và ở đây chú nói là bạn của Vinny Trần, Mr. Little Sài Gòn, là cô chủ. Cô chủ á, cô tên là cô Alex, ok, là bạn của mình. Cô sẽ mang tequila free ra cho quý vị uống nha. Yeah. Alright. Đó. Ngon quá rồi. Yeah. Free on the house á. Nghe nói bạn của chú là chú dẫn bạn ở đây là cô mừng lắm. Cô nói cảm ơn. Ok. Cô nói 10 năm trước chú hỏi ông già đâu rồi, ông thì thai rồi. Dạ. Yeah. Hello Bonita. Yeah, I think so. Thank you. Ngon quá. Đó, đây là bến tàu đó nha. Quý vị cứ nói ông taxi mang tới Marina, tới El Lugita là người ta sẽ biết ở đâu ngay. Ok. Marina. Cuộc trò bài giáp ta. Đó, đây là cái quán đây. Quán này dễ thương lắm. Đã quá trời đã. Đã. Bueno. Bueno. Ngon. Sướng quá. Ăn sướng quá rồi. Đó, tequila nè. Tan 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 tequila.